của câu lạc bộ Nhân dân Cánh Hoa Sài Gòn sẽ tặng cho các em tại chỗ 300 phần quà này. Riêng đối với các em, chờ nha, con số mấy? Con số mấy? 52 đúng không? Rồi, xe không? Sáu mươi năm tính được xe tàu cũng cho mất cho mày. Làm ăn thiếu cũng ra ngã rồi, tôi làm con đằng xe xong ấy. Con đỡ cái số trên áo đừng có gỡ xuống nha. Con xé xe 113, xe 13 đâu em? Con bên kia, con xuống hàng dưới kia. Con 113 xuống hàng kia. Con số mấy? Số 55. Qua hàng 155 bên đây con. 55 con lên hàng trên. Con 48 con tuốt dưới kia. Con xuống hàng dưới. Màu nào theo màu đó. Mình chia ra làm ba hàng, sát cái đó trước đi, xong rồi mới lấy phần quà. Các con người chưa theo quyết định ai cho tôi xe đạp tôi mừng chết đi rồi. Các con nhận rồi, các con vẫn ngồi tại chỗ thì các cô các chú mới phát được nhau. Bây giờ phát liền cái bao thư trước, phát cái bao thư trước đi. Hai xe hoài cùng á, chia ra làm ba hàng, mình phát theo từng hàng ngàn trước đi. Mình phát cái bao thư trước, hai trăm lẻ một đến hai trăm năm mươi. Anh coi nó màu gì nữa, nó màu á, màu xanh á, màu xanh blue á. 204 còn đúng rồi, đừng có gỡ cái áo trên áo nha con. Con học lớp mấy à? Con học lớp mấy rồi? Hả? Học giỏi không? Để học giỏi nha. Cho cậu em. Chào em. Chào em. Con tặng hoa cho cô đi, tặng hoa cho cô trao xe, con tặng hoa cho cô chú chụp tấm hình con. Con cầm hoa tặng cô đi đây, rồi tặng hai tay vô rồi tặng con. Bây giờ cô khiêm tốn, cô còn phải quỳ xuống chịu chung với con nè. Cô đúng vậy, giống học sinh quá. Thì cô muốn là học sinh mà, rồi gửi em. 2 lấy 1, thôi đi tí nào. Các con làm vừa bảo vệ nha. Khi nào đúng lâu nha, có trường mới đi nha. Các cháu nào có bao thư rồi, ra đây.